Nhá. Đây. Anh em ơi, cả nhà đó. À, em cá to kia thì tí nó sẽ làm tiết canh. Tiết canh cá nhá. Tiết canh cá. Cho anh với chú Vinh nha. 7 kg. Wow, mình đoán quá chuẩn là 3 cân rưỡi một con, chuẩn luôn mọi người nha. Đây là những em này để làm nhân, nhân đánh tiết canh. Chính xác. Với cả nhân cá nhảy. Nhân cá nhảy. Được. Đây là hai con này với con 3 cân rưỡi thôi mình ạ. Sẽ là được 2 bát tiết canh ấy. À, ba ok, cho anh mượn quay tí nhá. Còn lắm cá. Nhưng mà gọi là cá nhảy á hay là gọi để mình thái ra? Thái ra. Giật hết cả mình chứ các bạn ạ. Tưởng là gọi cá nhảy con này thì cái này tốt tay nhảy nữa. Thế à. Có món gì đặc biệt khác không? Mất tiết rồi. Rồi là mình làm một bát tiết canh để nó tanh nhá. À, tiết canh cá. Rồi, tiết canh cá để nó tanh nó mới đủ tanh nó sướng. Rồi rồi rồi. Thế là sau đó thì làm bổi nhân tiết canh các bạn. Rồi. Xin vào này cho con cá nó cứng nướng nó cứng gãy này. Đúng rồi. Nếu mà không xin cái kiểu này thì hay. Chú anh đi chặt cái gì đây? Đâu xem rau mùi. À. Rau mùi, rau mùi tàu. Để làm tiết canh cá. Đây này. À, đi đi lấy rau mùi về để là tí băm nhân. Đấy, bạn nhớ làm tiết canh. Đây, 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 đây. Rau mùi mọc tự nhiên. Đấy. Quá hấp dẫn các bạn. Cá nướng. Thơm phương phức lên rồi. Người nhỏ làm việc nhỏ. Em bé đang bóc lạc để đi ăn tiết canh. Công tác vệ sinh cho cái món cá nhảy. Chính xác. Bây giờ tí nữa 30 phút à 15 phút nữa anh em mình sẽ lọc thêm một nước nữa. Đây này, anh xem nước nó ở mang nói anh. Nó nhả ra đây. Tí nữa đây. Bẩn ra. Đúng chính xác. Lọc mấy nước mới được. Cho phải 5 nước anh ạ. Bình thường chắc phải để mấy ngày thì nó sạch nhỉ. Không, không đến mấy ngày đâu, rồi đắm tầm cứ cho nó một buổi đi, một buổi là sạch thôi mà. Có tí nước này thì cá nó không chết rồi. Nước gì đây? Nước măng chua mà anh. À, cho tí nước măng chua vào cho nó để nó thơm. Không, để nó không bị thâm đen đấy. Rồi, rồi, rồi. Nó sạch. Tập tổng mới thể. Nhân lên mỏng hết chứ mà sao để ý. Ừ. Ê, ớt đây, ớt đây rồi. Ớt trò hết đây nha. Trò hết, hơi hơi mỏng đấy, ớt hơi mỏng đấy. Mỏng, vẫn mỏng à. Mỏng đấy. Cú mà. Cú mà ấu đấy. Kiếp thì hòm tinh hơn của ấu chứ nữa. Dạ. Cái này em tự cho muối vào đây cho nó cho mà. Khá nhiều chưa? Chưa em thơm. Thế mở nắp à? Mở nắp quan tài không ăn. Mở nắp quan tài. Không mở nắp thì làm sao mà làm việc được. Hôm em lần cuối. Vâng, cắt tiết này thì cắt được phần nào à? Phần đuôi cả cổ hoặc cắt đuôi. Nhưng mà kinh nghiệm của bọn em cắt đuôi nhiều hơn. Đấy. Luôn cả cái này hát. Không ngờ chứ. Lại. Đây rồi anh em, đây tiết canh này không ngờ nó lông cứng như thế này chứ. À, đúng luôn. Rồi anh em. À, bây giờ cắt cơn trước à, cắt cơn trước. Cắt đi nhỉ. Bọn anh qua đây ăn nhiều hơn đúng không? Đi một bát để hấp đi để cho các anh thưởng thức cùng. Đúng rồi. Bọn anh đúng không? Mấy anh em cứ ăn trước đi. Thôi anh em mình lên tiết tí nhá. Không có gì nhỉ. Ngoài rượu ra đâu. Lên lên. Đó là đâu. Chén à? Chén chén lên. Chén 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 chén. Có một chia ai chia. Để cho anh em ăn trước anh em quay một cảnh ba anh em vào bữa ăn xong rồi kiểu mới khi gặp nhau làm nhau tí đúng không? Anh em ăn uống kiểu nhau này. Có cả lạc luôn nhá. À, út máu nhỉ. Đúng rồi, út nhá. Em đánh ở vai lên. Không hiểu sao cái canh là em nó lại cồn cao lên đúng không? Thế là đi cả con. Hai con cá bể thân. Làm đi. Ủa căng lên, không to đâu. Bố có vào làm tí luôn không? Anh em nhá. Bố vào làm đi. Vào làm đi anh em tí đi. Chiến luôn.
luôn. Chiên. Chiên đâu. Mời mọi người nha. Anh cầm chén đi chưa? Lên cầu nào. Mình khỏe nhá. Mình không xơi tức canh nhưng mà mình cũng mời nghe các bạn ạ làm chén. Mời nghe nhau. Lên luôn. Tiên hồ. Tiên canh. Anh Mừng vào đây anh Mừng ơi. Chiên em nó. Chiên em nó. Vào đây anh Mừng vào đây. Anh Mừng một chén đi. Mày khỏe mày. Đây. Con khẩu mà trong mọi thứ lắm mà nghe. Bon lắm. Anh em ơi. Thử đi. Không phải thử ăn luôn. Thế luôn. Bây giờ còn thử cái gì nữa, chưa thật luôn đấy. Xin phép anh em nhá, tướng ăn trước nhá. Tướng ăn đi. Tướng xong rồi sau đến tướng già nhá. Vớ vẩn như thế này, đồng ác thế nhỉ. Đây mời anh em nhá. Chiên em nó. Bác Vinh thèm lắm. Không chịu nổi đâu. Chưa cho anh chảy nước dãi chứ không? Có chứ. Ngon nước, nước bót ở ngực. Ngon mà đâu ăn. Em thơm à? Em thơm đang. Đâu cho bố thiện trước đi. Bố thiện, bố thiện. Đây bố thiện là chủ ao các bạn ạ. Hoa ban luôn. Bố của em hoa ban bố bác này. Bố cứ nuôi đi rồi để bố con ăn nhá. Con cháu nhá. Mời bố nhá. Ôi à. Một đỏ. Ôi giời. Bố làm chén rượu à. Ham. Rượu này là Lăng Hảo. Từ ngâm. Chiên em nó. Khả năng là chiên. Chả phải hấp đâu nhỉ. Nó út la nói ở kia á. Bên này kia này. Quá ngon rồi. Chơi đi. Là út đóng rồi đấy. À út nhịp sống thằng này chiến em người nhá. Mọi người ủng hộ nhịp sống thằng này nhá. Ôi gầu. Mời cả nhà các bạn nhá. Anh em lặn lội từ Phú Thọ lên đây chỉ thử món đúng tiết canh cá này. Chúng mình không ăn được chỉ ngồi xem thôi mọi người. Chúng mình đang bị đội dày đó mọi người xem. Sếp đấy nằm tiếc mình không quên bón nữa mấy nghe nhá. Rồi mời nhá. Rồi của em thơm đây. Cho anh xúc cho mình đàng hoàng. Đúng rồi. Đủ mò chứ ạ. Đùa. Ôi dưới ra chút em thơm ạ. Ăn hết phần anh em rồi còn gì nữa. Rồi nữa. Ngâm mà tôi thích một cái nữa. Ui giời. Cái đâu một cái thôi. Cái thôi. Không căng thế mình đi một đỏ thôi. Cảm ơn anh em nhá. Sử em quá. Chiên tiết canh cá. Mình muốn thử dạ dày của em thơm. Người không thơm người không? Cảy đấy, cảy đấy. Không nói nên lời sắp đâu. Phải đâu. Không nói nên lời đâu. Vì nó cay. Chưa nói được à? Nó vào. Lời ra đúng không? Đi. Tiếng canh cá nó ngon chứ. Lên đi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Quá ngon rồi. Chiên em tiết canh cá. Rồi. Không làm ớt à? Bác Khánh làm cái gì ớt cho vào sau. Ớt vào đi. Ui giời. Cho vào lọ cả cuống lên vào hết. Cho vào đi. Nhai á. Cứ nhà. Cứ gai đó. Cứ mới ngủ. Tiểu. Ông này đừng nhắc nhiều. Nhiều ác đấy nhỉ. Ngọt thế. Đổ vào đi. Các bạn nhá. Quả ớt thì sao? Thì đó mình với nhịp sống từng ngày với Spa TV sẽ phải thử thức mọi người ạ. Nghe xong một khi tôi phải đứng được cho phần đấy. Anh phải đứng một yên. Nhìn mình tương đối là thèm luôn. Các bạn luôn nhá. Các bạn thử thức mọi người. Yên. Nhớ. Đúng không? Đây à? Lên luôn đi. Trung. Nhớ. Thường thường ở trên này nhá, ở chỗ em nhá, cá thì nó bán theo nhiều phân khúc cơ. Càng to càng đắt. Đấy. Cái này để làm gì chú anh? Sao? Cái này hả? Mình làm cỏi ăn. Đây là làm bổi cỏi các bạn nhá. Giờ sẽ băm nhỏ ra và tí cho vào cái nước băm chua. Hai cầu các bạn. Ông lên này xe 749 kéo lên. Đây tốt. Đây không có. Chú anh nhá. Chia mày thật đều nhá. Anh em chia đi ra đi. Thế còn đầu nó thì để bát chứ. Đi xuống là quá. Quản đầu cho anh Hải đi. Đúng rồi. Anh ngoan ở đầu đâu. Ai. Chiến thôi nhá. Chiến thôi đây gừng đây. À, gừng là chơi cả củ. Cả củ luôn luôn. Cái này thì ngon quá. Bác Khánh kém đi. Kém luôn đi nhá. Không ngờ mình ăn con gà cả nửa con chứ nhỉ. Làm một lọ luôn đi. Lần đầu tiên được ăn em quá. Gà nửa con là một lọ đúng không? Một lọ cả lông cả giếc cho vào hết này. Tất cả AVC cho vào tất. Không nhận cái video lông ra. Ôi ông ăn lông này lông tơ. Lông này ăn gì nữa đúng không? Mời anh em nhá. Ngon lắm ngơi. Sướng không? Mời tất cả mọi người nhá. Mời anh em nhá. Mời anh em. Bác Khánh này hoa quả sơn vào luôn. Trắng miệng chùa lắm này. Cả dâu da này rồi chuối này để anh em tráng miệng nhé. Tráng miệng cắt cơn. Ô cái giếc to sướng thế. Đâu đây này. Con này ăn giếc này. Cả giếc này à? Ừ. Cá giếc cá. Có dám chơi con này không? Con này. Ừ ăn mà. Con chép này đẹp luôn này. Vâng, thì em làm một lò luôn.
Một đỏ luôn à? Nước thần thánh vào nhá. Nước măng chua này. Măng chua. Không có cái nước này phát là sẽ đau bụng và đi phù phù về từ từ ngay. Là đây, vì chọn con này. Thì con chết. Nào lần đầu tiên ăn cá nhảy. Con này này. Anh ăn con cá chiếc. Đấy, 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 đấy. Chuẩn bài đấy. Ngồi hàng đây à. Đây, xong rồi cho thìa xúc vào một đỏ thôi. Ờ, đấy thôi. Này thôi. Ờ, đấy, đấy, thế này nó ngấm không? Không, không, là ngấm nó chết mất chứ. Ngấm nó chết không ngon đâu, nó tanh đâu. Thôi, tao ít lá phát bàn nữa này. Đấy, ném nó sao cũng được. Ném nó sao thôi. Đấy, anh cho một lá này. Rồi. Nó mới đủ vị. Chiến. Còn cảm giác nó không đủ. Để cho nhân vào thêm. Ngon mà. Cười không? Ừ, ngon. Đắng đắng. Đúng rồi. Bịa, đắng mật. Mật, mật, bịa, mật, 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 đúng rồi, mật. Kìa mày lau cái mồm, phọt hết cả bịa ra ngoài kìa, khiếp. Ngon. Ăn tốt mà đúng không? Ừ. Nào, em Gazo này, 6 số, đầu tiên. Xe này! Đâu? Mời em nhá! Mời anh em! Em nó nguội lắm, đủ tay rồi đấy. Nó vui lắm. Con nào một lò đi. Con này toàn thân làm ít tỏi, làm ít lá vẩy ghê quá. Gì ăn? Đi đâu đây từ từ đấy. Bạn ăn rồi. Mời anh em ơi. Này, mời em nhé, một lò thôi. Không biết một lò cái chơi được nhỉ. Thoải mà. Thoải rồi rồi. Xuống đúng không? Nhấp phút phút. Xuống. Nghẹn nghẹn nghẹn. Nói đúng rồi. Ai kia đây? Đây rồi. Đây. Quay hóc, cẩn thận hóc ấy. Ui giời, ui giời. Ông nhà anh, nhảy lắm ấy. Cái này đấy nhá. Bật lên dân tộc Tây Bắc ơi, cái nhảy đấy. Tộc Tây Bắc á. Hôm nay là có cả anh kênh dân tộc Tây Bắc giao lưu nữa nha. Vâng, anh chào anh. Tôi luôn đi, cái nhảy luôn. Anh em nhá, ngồi đây. Chờ chút nữa, anh làm con đi. Nào, u làm con đi. Làm thì làm luôn. Con ơi, khó nhai cho anh ạ. Nhảy xuống rồi. Làm gì khó đấy. Chú anh xuống là đông một chất hết nhở. Ơi ơi. Đây này, đây này. Chú anh phải giải quyết con đang nhảy nhảy đấy. Ở đây bác Khánh ăn con này. Hay con này trước. Này ghê thế. Chớ bắn xem nào. Chấm luôn à. Phải ôi. Ừ. Ngon đúng không? Ngon đúng không? Cho ra bịa đấy. Ra bịa rồi nghe đắng đắng à. Ớt. Nào làm con nữa nào. Ui, nhanh con nào, nhanh vào. Thứ mấy con nữa nào. Thành nhau ăn rồi, em mấy con. Tôi có mưa rồi. Con đang cầm lẻ. Bớt khách chơi mà, chơi mà, tôi có mưa mà. Bình thường con đầu là con bé chứ nhỉ. Đây gọi là thử muối mì con bé. Rồi mình thử tôm muối mì đó. Tôm này sẽ đau bụng các đấy. Con tôm này sẽ đau bụng cả con nạc cá. Đúng rồi. Nhảy ăn tôm, tôm cũng nhảy nha. Tôm nhảy. Bỏ hóa xe. Có nhiều con riêng đấy nhỉ. Ngon quá. Con riêng còn này, con riêng. Đấy mới là chuẩn đấy. Đây con nó nhảy nha. Đến thôi, một lỏ thôi. Một lỏ thôi nhỉ. Ừ, thôi rồi, ngon lắm. À, các bạn có hiểu cái từ một đỏ thôi, có nghĩa là một đỏ, có nghĩa là một miếng sẽ ăn hết luôn. Mình thử một lỏ miếng này sẽ làm dân lái xe hiểu được đúng không? Nhiều đỏ tốn dầu lắm. Hỏng cả bót. Hỏng bót. Chơi này đấy. Rồi ơi. Mời anh em nhá. Chiên này em cá diếp. Chiên em nó. làm một đỏ hay hai đỏ ấy. Ui, người ta chạy xe thì một ly một lỏ ấy. Mời anh em nhá. Đấy, ui. Có cướp lái không? Ừ. Cướp lái đấy. Đó có không? Lắm con à. Nó cần vậy vậy. Con đuôi lên để đứng tinh. Xuống nó. Làm thêm quả ớt nữa. Ô. Quá ngon. Thời gian đấy không khác gì cả con kia dai thật đấy. Nhiều quá không nhỉ? Cá không khác gì cả. Bình thường mà chúng ta ăn cá nhảy.